Vâng, hello, xin chào mọi người. Và hôm nay cũng đã rất lâu rồi thì shop chưa có làm video để quay cho mọi người xem trực tiếp. Thì hôm nay vào một ngày trời đẹp, âm u và mưa to, cho nên là sẽ gọi là trời đẹp. Cho nên là mình mới có thời gian để quay video làm YouTube và quay những cái chiếc xe đẹp nhất để cho mọi người được xem nhé. Hiện tại thì shop mới về một dàn Hot Girl, có thể nói là sánh ngang với Ngọc Trinh. Đầu tiên là chiếc Google của Luxury, dòng đời cao nhất, đấy. Đồng hồ điện tử. Sau đó là đến Zibao, Pep 3 Zibao và Pep 3 của Asami, Pep 3 của Neoshima, hai con của Neoshima. Đấy. Và phía sau thì còn rất là nhiều xe nữa. Và bây giờ mình sẽ quay chi tiết cái con Vespa của Dương Tấn Phát này cho mọi người đi xem nhé. Cái con này thì cái đời mới nhất rồi, 2019, hàng vừa ra luôn. Đấy, đã có mặt xe cũ này, xe điện thu nhập đã có xe này trong tay để bán cho mọi người. Con xe này có thể là quá đẹp luôn, cực kỳ xuất sắc. Tinh tế đến từng chi tiết luôn này, quá là đẹp luôn. Bây giờ tôi tự hỏi cho mọi người để có một xe mới để có một giá rất cao, được thú, lớn, được giảm mấy triệu đồng. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ test con này cho mọi người xem nhé. Con Vespa này nó có một cái chi tiết rất rất giá, mình cảm thấy nó đáng đồng tiền bát gạo rồi mọi người. Thì khi mà buổi tối cái ổ cắm chìa khóa này nó sẽ phát sáng mọi người nhé. Đấy, nó giúp cho mình có thể nhìn rõ được cái chỗ nào mình chưa thấy được. Có nhiều cái mà mình không cần phải nhìn rõ mình vẫn nút được, những cái này nó rất là khó. Cho nên là nhà thiết kế là một cái chức năng rất là hay. Tiếp đó là cái chức năng mà tự động khóa hay là auto key. Khi mà mình không sử dụng xe thì cái xe này sẽ tự khóa lại, không ai xong xe đi nữa, rất là an toàn, cực kỳ an toàn luôn. Đấy. Đây là bằng hợp kim nhựa, hoàn toàn được thay thế bằng cái lốp nhựa ngày xưa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào cái video tiếp theo. Mua xe cũ chất lượng và uy tín thì anh liên hệ với shop số điện thoại 0981 077781 mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này.